Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Quận ủy Cẩm Lệ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, huy động được sức mạnh tổng hợp trong phòng chống COVID-19, góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong tình hình chung, kinh tế xã hội quận Cẩm Lệ bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch và bão lũ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thực hiện đạt 82,16% kế hoạch, giảm 11,07% so với năm 2019. Thu ngân sách đạt 58% dự toán năm. Năm 2021, quận Cẩm Lệ phấn đấu thực hiện tốt 5 chủ đề của thành ủy, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm khôi phục tăng trưởng kinh tế quận. Song song với đó, chú trọng công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng.